Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long trao bán vườn trái cây 12 tỷ, giàu cỡ nào mà giờ qua nước ngoài nuôi vịt trồng rau. Với nhiều khán giả, Kim Tiểu Long không còn là cái tên quá xa lạ. Anh từng là nghệ sĩ cải lương nổi đình đám ở thập niên 90, chuyên vào vai kết đẹp. Trước đây, nam nghệ sĩ từng kết hôn với nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân và nhận được sự quan tâm, yêu mến của nhiều khán giả. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người đã tan vỡ, đừng ai nấy đi và để lại nhiều tiếc nuối hiện tại nghệ sĩ ưu tú kim tiểu long đang có cuộc sống ổn định viên mãn bên vợ và con trai ở nước ngoài anh có căn hộ riêng tại xứ người và trồng nhiều cây trái thân quen cũng như nuôi bầy vịt để đỡ nhớ quê nhà trên trang cá nhân nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thu hoạch nông sản từ trồng thường xuyên sống xa quê nhà những điều giản dị này giúp anh nguôi ngoài nỗi nhớ ở đây không có cảnh nhà thôn giả nhưng ngắm khu vườn cũng thấy khuây khỏa nam nghệ sĩ từng tâm sự sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long vẫn được đông đảo khán giả yêu mến và anh thường xuyên chạy show đến kỳ sức. Những khi rảnh rỗi, anh tranh thủ dành thời gian cho gia đình nhỏ, đặc biệt là gần gũi, chăm sóc quý tử. Ngoài ca hát, nam nghệ sĩ còn rất chăm chỉ kiếm tiền, làm nhiều công việc khác nhau. Trên trang cá nhân, anh thường đăng bài trao bán nông sản như các loại trái cây của quê nhà và được nhiều người ủng hộ. Ở Mỹ không có cảnh nhà thôn giả nhưng ngắm khu vườn cũng thấy khuây khỏa, Kim Tiểu Long tâm sự. Anh tự hào vì tự tay vung trồng, chăm sóc mảnh vườn nhỏ, cung cấp hoa trái cho gia đình, bạn bè thưởng thức. Nam nghệ sĩ ăn chay trường, tham gia các khóa tu tập hướng thiện. Anh quan niệm không cần nhà lầu, xe hơi mới sống được. Bước sang tuổi 50, Kim Tiểu Long lựa chọn cuộc sống giản dị, bình yên, kính tiếng bên vợ và con trai. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long tiết lộ vấn đề kinh tế trở thành khó khăn chung. Công việc kinh doanh buôn bán của anh đôi khi cũng gặp nhiều trở ngại. Cách đây vài tháng, Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long nhận được sự quan tâm đặc biệt khi trao bán một căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh với giá 8,6 tỷ đồng. Giá nhà cao như vậy vì đây là trung tâm quận 5, bước cái ra đường, nam nghệ sĩ từng chia sẻ. Trước thông tin này, nhiều khán giả bất ngờ trước khối tài sản của rồng nhỏ tích cóp sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, chăm chỉ làm việc. Sau đó, nam nghệ sĩ còn trao bán vườn trái cây rộng 3.600m2 với giá 12 tỷ đồng. Anh cho biết đây là một trong những tài sản mà ba má để lại cho các con trước khi mất tôi còn phải vào phân lô chia lại một gốc đất cho chị ba nữa vì trước khi mất má tôi có dặn phải cho chị ba một gốc toàn bộ khu đất này là của ba má tôi để lại nam nghệ sĩ từng chia sẻ hiện kim tiểu long có cuộc sống ổn định ở mỹ nguồn thu nhập đến từ hai lĩnh vực âm nhạc và kinh doanh anh đi hát kiếm tiền chăm lo cho gia đình lúc rảnh nam nghệ sĩ về việt nam tổ chức những đêm diễn phục vụ khán giả kim tiểu long nhận được nhiều lời mời lưu diễn chạy show đến kiệt sức tuy nhiên anh cũng tranh thủ thu xếp thời gian để làm vườn đưa con đi chơi hoặc du lịch cùng gia đình. Bà xã Kính Tiến và con trai, bé Kim Đại Phước là nguồn động viên giúp nam nghệ sĩ giảm bớt áp lực. Anh kể, dù làm công việc không liên quan đến nghệ thuật, vợ luôn giúp tôi tháo gỡ khúc mắt vì cô ấy là người hiểu tôi nhất. Mỗi lần gọi về, thấy khuôn mặt vợ con trạng trở qua màn hình, tôi quên hết mệt nhọc.